Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha anh em ơi. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ chuẩn bị anh Evan nha anh em. Khải sẽ chuẩn bị 5k vạn với lại mọi thứ cái này, giá chánh 1k, lợn mực 1k với lại cây bút 1k thì mỗi lợn 1k. Lần này Khải sẽ up anh Evan tiền vàng này với lại anh Nam Nhật Trắng luôn nha anh em. Khải sẽ up 120, Khải up 120 trong tối hôm nay luôn. Và nói chung là không biết là anh bên Nam Nhật Trắng nó có ra gì hay không thì cái đó thì chưa biết được nha. Thì trước mắt mình up là 120 á. Nam Nhật Trắng mình tính sau nha anh em, tại vì Nam Nhật Trắng Khải định đỡ đến ngày 24 thì Khải ăn được, Khải lái phi phong luôn. Phi phong đỡ cố gắng đâu ngày 26 đánh thiên hạ là nhóc bang á, thì lúc đó nó sẽ có phi phong hỗ trợ sướng hơn. Nên là ở video này thì Khải sẽ chỉ ăn em bên tiền vàng up 120 thôi nha anh em. Đó, để Khải nuốt hết ra đã. Dương thiếu đủ Khải tính tiếp. Một thứ 1k. Evan này không có hồn kim môn phái nha Mindy ơi. Evan này không có hồn kim môn phái nè. Evan này server này server đồ xanh đó. Những cái món hồn kim môn phái không có đâu, không có luôn, tuyệt đối không có luôn. Ăn ban đình quốc còn chưa có nữa mà làm gì có được hồn kim môn phái anh em. Server này đồ xanh nè. Cầm này thì không có rồi. Cũng bởi anh cái này khoảng 120 nè. Rồi. Đủ không đây? Nó tăng hóng tăng hình đó. Vô thì vô tống kim tăng hình núp lùm bỏ chạy hả anh đồ? Thấy giỏ đang rồi nó lúp bỏ chạy á. Thấy thằng Thiên nhận cái bang rồi tới tạc nó đúng không? Tới tạc lén nó đúng không? À, đó đi đạn tạc tạc vui đấy. Tí nữa 23 giờ thì trận tống kim 23 giờ là 11 giờ đêm thì Khải sẽ đánh cho anh em xem nha. Đúng không ta? Thiếu đủ rồi. 1k cá nha anh em. Đi về tống kim là đổi 1000 giấy trắng nữa. Nguyên vỡ nữa. 50k, cái này là 50k điểm tống kim. Điểm tống kim thì Khải có nhiều. Quýnh chỗ cũ à, tới hay đi chỗ khác tí. Ừ, chỗ cũ đánh thấy vừa bỏ đồ trong thành sướng hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi phải đi phù, đi phù lại. Em mau hoạt ra ăn cái để nó sợ dân ạ. Cái này là đang đi ép Evan tiền vạn nha Nam. Evan tiền vạn nha mọi người. Evan nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 á. Đây. Sự kiện nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thơm của mày. Ai lúc ai vậy? Mày ai canh nay vẫn lúc. Rồi ok. Rồi, mỗi thứ 1k và điểm tống kim 1k rồi bắt đầu giờ tương dương ép thôi. Đây là vừa 6 khô đánh cực luôn đi. Chuẩn bị 5k vạn rồi mày, 5k vạn mới ép được Evan này. Rồi, Evan thường này, hộp tri ân thường. Rồi ép vẫn lên 1 năm. 1000 cá nha mọi người. Lần này Khải là up 120 luôn ấy. Ai đi bật ảnh đánh nát bét nha. Sao số thứ 10 mà đánh vào nát bét này tú đu thứ. Sao em thua dưới ấy. Chết, đi của anh trong này hỏng bét. Hỏng bét. Sao em mà thua một nửa sao đánh. Nó lên bù sai rồi, nó phải lên cái áo chuồng gai để giảm một máu nó lại trước. Nếu cho anh thương cái đao làm chậm 40. Nó rồi, qua, ok. Đó, ép thì cũng xong rồi nha anh em ơi. Bây giờ thì bắt đầu đi ăn thôi. Bây giờ thì anh cho anh em xem thôi. Nói chung là anh em cùng xem nhẹ qua cái phần thưởng của cái này như thế nào cho anh em xem sơ qua thử nha. Rồi chúng ta bắt đầu ăn nha. Nhiều anh em thì nhiều khi không hiểu. Ok anh em. Đây thì đây là Evan sự kiện nhà giáo của năm 20 tháng 11 này. Đó. Rồi ở tại Lương Dương rồi đúng không? Như anh em đã thấy thì đây là hộp Evan thường, hộp quà chỉ ăn thường này, Khải vừa ép này. 1000 hộp quà này á, được rồi. 1000 hộp quà này được nhiêu trời? Cái 7 tỷ thôi ta. Ăn đâu. 7 tỷ 5 một dạng 1 triệu 5 ăn 1000 thành 7 tỷ 5 mà. Ô 7 tỷ 5 thì đâu có đủ là 120 ta. Kiểu này phải được có tính ngày coi. 24 25 26, kiểu này không đủ 120 rồi, kiểu này phải ít nhất phải ăn thêm tiền vạn bên em Nhật Trắng. Thôi ok, thì chúng ta cứ ăn đi. Có vẻ hơi ít tưởng 10 tỷ chứ. Là có 5 là có ít vậy ta.
Ok, nhưng là nó bị nhầm hay không khả không rõ lắm. Đây sao có 7 tỷ 5 mà. 7 triệu 5, 7 triệu 5 một cái. Thì tính ra anh được full thì được 7 tỷ rồi ta. 7 tỷ thì không đủ rồi. Rồi, anh event này thì nó có phần thưởng là gì đây? Thiệp quà thường, lệnh bài boss đặc biệt đó. Quan trọng là lệnh bài boss đặc biệt này nè. Đó, cái này thì anh ra thì Khải cũng đỡ danh, Khải bêm lệnh bài boss cho anh em xem luôn. Easy. Còn mấy cái này 250 cái, 500 cái, 750, 1000 cái. Nói chung anh cái này chủ yếu là up kinh nghiệm thôi nè. Chứ còn lời thì Khải thấy hồi xưa anh event không có lời, chủ yếu là lời kinh nghiệm thôi. Rồi, ok. Bây giờ thì Khải sẽ anh em xem nha, được thử được bao nhiêu cái lệnh bài boss nha. Khải có mánh nữa anh em ơi. Mánh nào? Mánh nó vô cho nó chất coi. Đây Thiên Sơn. Quá tử đó, đỡ Khải cắn cho xe luôn cho nó nhìn cho nó đẹp rồi nè. Thành Bách. Đúng rồi, Thành Bách ăn vài cái đầu tiên đi. Đây. Rồi. Vô, cắn. Đây, cắn này nè mày. Đây là thiệp thường nữa anh em mình bên Nam Việt trắng. Một lần bài boss đặc biệt. Chà, mới có vài cái mới lần bài boss rồi. Cố lên, cố gắng kiếm khoảng 15-20 cái là đánh mình bài boss ok luôn em. Ok luôn em. 7 tỷ tầm này 119 khoảng 50% anh em ơi. 119 khoảng 50%. 3 cái, wow. Ngon. Cố gắng kiếm 5 cái ở vị trí này coi. Đi chỗ khác, Lâm An. Mất. Tiếp tục. Ốc 119. 119 là 13 tỷ năm ơi. Tiếp tục 13 tỷ. Tiếp tục. Đây anh em ơi, hãy đốm hình cho anh em xem cho nó. Ok. Được 3 cái nè, nó được 3 cái thôi. 250 cái rồi, tính là 200 gần 200 cái rồi. Đó, 200 cái rồi, hôm nay mới 3 lần bài boss anh em ơi. Khả chủ yếu là khả tiền của lần bài boss này nè. Để bên lần bài boss cho anh em xem. Cái này lần bài boss đặc biệt anh em. Đánh thì ra trang sức với ngọc bò gia truyền thì khá là nhiều luôn. Gần 250 cái rồi. 30 hộp quà. 30 cái này là. Rồi khả chiếm hình rồi anh em, khả chiếm hình rồi. 30 cái này là nó đủ top á. Tiếp tục nhảy thành rồi. Làm miền kinh này, miền kinh đông trước anh ngon lắm. Xin lần mày boss ơi, cố gắng kiếm khoảng 12 đến 15 cá là được luôn em ơi. Cố lên. Kiểu này không biết đạt 120 không, chắc không đủ rồi. Kiểu này chắc 50% thôi này. Cố gắng từ đây đến ngày 26 phải lên 120 là đẹp. Tính hết rồi mà anh không đủ, vẫn không, anh không đủ. Ui, mới có 3 cá thôi em. Đủ xanh, anh nãy giờ khu vực này gần 200 cái rồi. Không có cái nào luôn. Còn 200 cái nữa nè. Ôi, có 4 cái thôi. Đúng rồi, Châm Ninh Thuận, đúng rồi, Mạnh Thập ơi. Ôi, chà, cái biển kinh đông này anh không có gì luôn nè em ơi. Nhỏ chưa? Cao lắm lên 60%. Ừ, hãy nghĩ cũng tầm đó nè. Tưởng là 15 tỷ thì up luôn. Xem lại thì mới cái 7 tỷ thôi. 7 tỷ thì không đủ. Trời ơi, bài đâu ta? Chết tôi rồi, như còn mất cái 3 cái đứng hình rồi ta. Mới 3 cái đứng hình rồi anh em. Nhỏ chưa. Đồ, mới 3 cái thôi anh em, vãi nồi. 15 tỷ hay là 7 tỷ năm anh em. Như là up cấp không ta? Không biết up cấp nữa. Như Khải nhớ là 15 tỷ rồi nè, Khải nhớ là 15 tỷ mà sao trong kia nó ghi có 7 triệu 5. 60% rồi, 60% bị úp góc luôn đây. Nhảy phần khác coi, đại lý bắt đi. Đen thôi đỏ quên đi. Đen thôi đỏ quên đi, đồ sao mới 3 lần bài boss em. Đồ hôm nay anh sao là Evan tiền vạn ít lần bài boss dữ ta. Dài sao mà đánh cho anh em xem được, chết rồi. Ra đi anh em, ra. Lần bài boss, 5 cái rồi nhanh lên. Còn cố gắng kiếm khoảng mười mấy cái là được. 5 cái ít quá. 5 cái ít vậy ta. Lên em, lên. Rồi 750 cái mới 5 cái rồi trời. Nhỏ thiệt chứ.
5k vạn tính ra là khoảng 10 kim, khoảng 700.000 đấy, 700.000 đấy, 700.000 đấy, nghe mình tiền vạn ấy. Mà đầu đen quá, đen quá, chưa được như lần trước Khải đánh 15 cái lận, lần này mới có 5 cái thôi, cảm giác đứng hình rồi nè, nhảy nhảy cái đen. 15 triệu đúng rồi, giờ nó được 15 tỷ ốp cấp ấy. Đúng rồi, một cái 15 triệu này, nhìn lại này nè, ở ngoài thì nó thông báo 7 triệu 5. Nhưng mà anh là được 15 triệu một cái là Khải úp 120 rồi, easy rồi anh em ơi. 120 nha. Thưởng không được nhưng mà vẫn được là đẹp rồi nè, 120 easy rồi. Trời ơi, gì mà cái 5 cái là mày boss vậy ta. Em thấy không? Nhỏ vậy. Cái này chủ yếu là anh là úp kinh nghiệm nè, chứ còn Khải thấy phần thưởng thì nó không có nhiều cho lắm. Trời ơi, gần 900 cái rồi nè. Trời ơi, nhỏ vãi cứt luôn. 900 cái rồi. Còn thành nào tôi chưa đi nữa không? Dương Châu rồi. 900 cái rồi mà cái nem lần bài boss chết rồi. Giờ xem có lần bài boss đánh cho anh em xem ta. Dương Châu, Bình Kinh, Phương Tương, Tương Dương, Thành Đô. 100 cái nữa thì biết bao nhiêu cái nữa đây ta. Úp cấp là chắc anh em, úp cấp là chắc rồi. Bên nước ngoài chơi có cần lấy đường truyền Việt Nam không? Có anh Hồ Nguyễn ơi, bên nước ngoài thì anh sẽ xài phát đường truyền về Việt Nam thì anh mới chơi được nha. Vừa ốp cấp luôn anh em. Trời ơi, Việt Nam đường bài boss này thảm dữ trời. Trời ơi, thảm quá anh em ơi. Được 15 tỷ ốp cấp, nó phải ốp cấp rồi ấy. Thiếu gì nữa ta? Thiếu gì ốp cấp đây? Thiếu gì nữa để ốp cấp đây? 15 tỷ, ok. Qua bên này anh em nhận trắng 10... Quanh hiện tại đang dư 1.000 xu. Quanh 10 cái nem mình trắng được cấp luôn. Trời ơi, được nem lên bài boss thôi, hơi thảm, hơi ít. Hẹn gặp lại, lên bài boss hẹn gặp lại lần sau luôn anh em. Chính xác luôn. Ok, Khải sẵn qua lên nem mình trắng up cấp luôn anh em ơi. Đó tầm này không up cấp nữa, nhìn hơi phèn rồi. Đúng là Khải nhỏ. Đồ thiệt anh em, không biết sao mà 1.000 cái mà được cái nem lên bài boss. Thôi cái này thì mình xin phép boss tay luôn anh em. Đây, từ từ, đâu từ từ, mình bỏ ra đây. Đây là thường, nó mình đi lái cái đặc biệt này. Nhỏ thiệt chứ. Cái 1.000 cái được 5 lượt bài boss thôi. À, không úp nổi nhưng mà Khải ăn cái đặc biệt thì sẽ úp anh em. Đây. Cái Khải đang dư lẻ 1.000 xu. Khải sẽ đa qua đổi 1.000 đi. 11 cái nha. 11 cái bên em nhận trắng úp cấp luôn ấy. 11 cái bên em nhận trắng thì tầm vừa đủ úp cấp thì nghĩ vừa đủ úp cấp. Hello bác Ba Phi nha, hello anh em. Khả năng anh em Vân em ơi. Đây khả đói 11 cái. Đây này, một thiệp giữ lại 100 xu. Một thiệp giữ lại 100 xu. 11 cái luôn nha. Đang rảnh lãnh lễ xu rồi nè. Quá nhỏ luôn, anh em thấy nhỏ không? Anh hầu lần này hơi đen quá. Hôm trước khả anh 1.000 cũng 1.000 cái em tiền vạn. Được đến 15 lần bài boss lận. Lần này sao anh có 5 cái thôi, hơi thấp. Úp cấp này, biết mở được gì nha. Mở. Ôi, anh một cái úp cấp luôn. Á đầu. Ngon lành cành đào. Rồi, 120. Easy game. Khải sẽ được rồi. Xuống lấy cái rương, xuống cái rương. Rồi anh hết event này, xuống rương lấy cái bí kíp 120 cánh luôn. Mở. Gì đây, được gì đây. Được cái này được 30 triệu một cái luôn em. Cái lệnh bài này khá là nhiều kinh nghiệm, đúng phải 30 triệu không? Đúng rồi. Một. Đúng rồi. 30 triệu luôn em ơi. Ôi kinh nghiệm này khá là nhiều nha. Tính ra 30 triệu nhân cho 50 thì nó sẽ được bao nhiêu triệu kinh nghiệm? Được 1 tỷ 5. Event này được 1 tỷ 5. 50 cái này được 1 tỷ 5. 4 cái. Thân hình phù. Phi phong đâu? Thêm một lệnh bài boss đặc biệt. Cái gì? Mình đang tìm phi phong nè. Thủy tinh, nến, túi là hàng, trời là hàng, thật là bao nút này chọc rương. Được Khải rồi, Khải sẽ mua 10 cái nữa, Khải sẽ bỏ 1 kim, Khải thêm 10 cái nữa nè. Khải bỏ mua 1 kim nữa, Khải cố gắng phải kiếm cái phi phòng rồi. Còn không có nữa, ít hôm sau kiếm sao biết sao giờ. Khải đói 1 kim nữa. Event này 5 kim là mắt anh em. Event này thì nam nhật trắng thì 5 kim là mắt. Tính ra nãy giờ 11 cái mà cảm giác không có gì luôn nè. Hoặc làm tiếp 10 cái nữa cho đỡ ghiền nè. Làm tiếp 10 cái nữa.
gọi bot xem thử đi Khải. Hello Min nha. Hello anh em, hello bên Vũ. À như tàng hình đi xả xui. Ok, cánh cũng bị kiếp à? Đây. Dù có dù tàng hình đi xả xui nữa. Ok, đây cũng bị kiếp đây. Đủ nãy giờ chưa cho anh chưa cánh anh em xem. Đó. Kiếm 120 đây anh em. Đó, lậm tiền. Easy game ngay. Bị kiếm 120 đây rồi. 1 2 F2. Để thì cho nó ép máy này. F2 đây, cho nó F2 đi. Ui. Không được, được F2 là nó bị ẩn màn hình rồi. Khải phải né cái vụ F2 đi. Thì cho nó xuống F3, F4, F5. Ok. Cái vụ mà tàng hình đi xả xui nữa hả? Rồi quanh em nhận trắng này. Lỡ cắn trái ớt thôi mà. Không có gì luôn. Nhỏ quá. Nói chung là mình quá đen. Để Khải ra tàng hình cho anh em xem nha. Tàng hình đây. Tàng hình là F3. Có tàng hình được không ta? Xuống ngựa rồi. Đó. Mất dép luôn. Rồi ok đấy. Cái skin tàng hình thì Khải đỡ lên cho anh em xem. Nó sẽ có hiện thời gian. Nó sẽ có hiện thời gian theo giây vậy nè. Khi nào mà 55 giây mới được tàng hình một lần. Tại vì Khải chưa max kill. Nên là bây giờ thì trước mắt là cứ như vậy thôi. Hiện tại đang có kỹ năng 3 cấp. Nên là nó đã thành 4 cấp rồi. Nó skin này đã thành 4 cấp rồi. Rồi ok, cứ đỡ đi trang nào tự động luyện skin thôi. Hoặc là ít hôm nữa được thì anh em mình nó hơn thì nó ra được cái bí kíp luôn nè. Bí kíp 100, bí kíp đạt thành bí kíp 120 luôn. Thì nuốt là mát luôn nha. Còn không được thì thôi, không được phải mua thôi. Tầm này đạt thành bí kíp 120 nó bán khoảng tầm 4 đến 5 kim nè. 4 đến 5 kim 120 rồi ấy. Hôm qua là cũng muốn up 120 nhưng mà hôm qua cũng muốn up 120 nhưng mà Khải mua tiền dạng không có. Nãy Khải mua có rồi. Anh này anh em ơi. Tiếp tục 10 cái. Tin hồng báo thật. Rồi ngựa. Trời ơi cho được ngựa Phi Phong đây. Quyền 4. Phi Phong ơi. Trời ơi thân hình phù tổng gì được không vậy má. Bắt bảo rừng Evan. Yeah. Bắt gì vậy. 18 cái rồi. Anh được 18 cái rồi mà chưa thấy gì luôn. Trời ơi gì không vậy. Trời ơi tuần thiết láng không người ta. Chết rồi. Cái này phải ăn tiếp nữa rồi. Không có Phi Phong em. Ồ. Căng thiệt chứ. 21 cái rồi. Không có gì luôn. Vãi nồi. Thêm quyết định lần cuối 500 cái nữa thôi cho đỡ ghi. Đèn quá. Hello Cao Nguyễn nha. Hello anh em nha. Năm khả sẽ thôi. Làm luôn 1000 đi. Khải chơi 1000 luôn em. Đồ năm cái thấy nó ngứa cái miệng quá. Đồ anh nãy 21 cái rồi em. Đồ vẫn chưa gì luôn. Nhỏ dữ trời. 21 cái rồi ấy. Hello Nguyễn Trí nha. Hello Minh Trí. Hello Dương Bùi. Ok quá. Cái ngất rồi. Đồ việc anh em kiếm một cái gì đó cho nó đặc biệt cho anh em xem. Mình ăn nó không có anh em. Đồ chả hiểu luôn. Anh cái này là mát là 5 kim thôi nè. Mà tầm này Khải đói nữa là Khải anh hết 3 kim 1 rồi. Chỉ còn 1 kim 9 nữa thôi. Là mát luôn ấy. Rồi ta đã thiếu tiền xu. Tiếp tục. Mở ngoài gì đây. Trời thiệt là bạn lại bán. Thiệt là hắn thiệt là bao. Khổ máu à. Trời ơi giang hồ. Sư đồ giang hồ làm gì. Trời ơi trời cho mấy cái thứ này. Chết rồi. Ba cái lệnh bài và cái này không bao nhiêu tiền cả nè em ơi. Gì vậy? 25 cuốn rồi em thấy không? 25 cuốn rồi, chưa có gì luôn. Lệnh bài boss đặc biệt, đó, được thêm một cái. Một cái này không ăn thua anh em, tầm này cũng 130 xu thôi, cũng bằng giá thôi. Hộp kiếm thiệt là bao, ăn thua. Trời, cánh luôn, chặt úp luôn, cánh luôn. Một cái băng tiềm năng. À, ok, được cái băng tiềm năng này cũng được một kim. Ừ, khá đẹp đấy, khả năng thiếu này mày, khả năng thiếu một cái, cánh cho nó mát luôn đó. Bóng kỹ năng, tiềm năng chứ. Tiếp tục. Trời cho chóng gì má. Gì vậy? Sư đồ giang hồ. Đậu xanh. Đậu kiểu này phải ăn tiếp anh em ơi, phải ăn cho mát luôn. Đậu ăn kiểu này nó lương ương quá. Không máu. Hai kim nữa mát luôn. Không mắt thì bó tay luôn em, tầm này không mắt nữa chiều luôn. Được cái thân hình phù này một tháng không? Được một cái này một tháng không? Được rồi.
Thần Hành Phù 29 tháng 11, 7 ngày này. 22 tháng 12, được một cái một tháng, được một cái một tháng. Rồi, ok. Rồi. Tiếp tục. Cành quá. Mấy cái này. Tiếp tục anh em ơi, còn 19 cái nữa làm luôn. Định khả định anh là khoảng tầm 5-10 cái thôi cho vui anh em, anh ngờ đồ anh càng ngày càng không có gì. Cấp 100 xu vô. Tầm này đổi 19 cái nữa xong nha, hết rồi. 50 cái hết luôn anh em ơi. Này 50 cái hết luôn rồi. Cho bé kế bên kia xin thần phù. À được rồi. Đâu. Kỳ quá. Ai? Đây anh em ơi, đổi 19 cái nữa anh em ơi. Cho cái một tuần đó, còn cái này đỡ khả năng vứt cho xe. Rồi tiếp tục này anh em ơi. 10 cái một tuần là ở trên kia bán 150 xu nè. Nói chung là ăn ra dư còn trả làm gì cũng vứt cho anh em mà. Cho anh em ban à. Đổi hết luôn một lần. Ăn gì mà không có gì luôn á trời. Kinh quá. Đổi hết lần luôn rồi nè. Thấy người ta anh có đồ này nọ nhiều lắm mà mình hôm nay hơi đen nha. Tiếp tục này, hơi chặt rương, đổi luôn một lần này, đủ chỗ ấy, anh nghĩ đủ chỗ ấy. Mở đi. Một lệnh bài. Gì đây, một lệnh bài nó đủ do lệnh bài hoài nhá ba. Thủy tinh, rồi thủy tinh có hạn. Tiếp tục. Năm cái cuối luôn. Còn mười mấy cái, úp cho hết luôn nè em ơi. Rồi, còn mười mấy cái cuối nha em. Gì đây? Thiên cơ lệnh đồ. Thủy tinh. Thiết nhạc vương kiếm, cái này ai làm ban ở đâu nhạc kiếm ta. Tiếp tục. Nến lung linh. Thiết hắn lỡ bao. Thôi cắn luôn đi, bức này úp cốc thôi chả làm gì luôn. Đồ tìm cái đồ gì đây? Càng khôn đại gì cho một bình cho gì cũng cho ba. Càng khôn đại cái này thuốc tông kim mà. Tiếp tục nè. Thiếu hán lượng bao. Chủ yếu là kinh nghiệm thôi, chưa thấy gì cả. Chả chiến cổ. Thiếu hán lượng bao. Vai lìn cái thức lượng bao là đủ. Nhiều dữ trời. Tiếp tục. Chả phi phong kháng tính thôi xong rồi, ăn cức luôn rồi. Má mình cần phi phong thì mình cần phi phong kỹ năng anh em. Phi phong kháng tính 3 ngày. Trời ơi. Kỹ năng ơi. Kỹ năng ơi. Đồ không cho kỹ năng luôn. Nhỏ quá. Định bài thì tinh. Nhạc vương kiếm lỡ bao. Đồ vương kiếm lỡ bao cho chi. Thế là hắn. Thế là hắn nữa. Ôi trời, nhạc vương kiếm còn quanh quanh quanh. Má chặt rương quả cức. Rồi xong. Được một bảo rương trong bảo. À. Được hai cái nha. Ok được coi giờ làm gì được kiếm một rương nữa ta. Từ từ anh em ơi. Đấy, đi bán sốt cái nhạc vùng kiếm này. Nhạc vùng kiếm này không có xài được. Được một cái rương bảo rương trong bảo. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Hủy trang bị khó. Ok. Đây anh em ơi, nói chung là được cái bảo rương này. Được khoảng tính ra anh em bên này tốn hết 5 kim. Tốn hết 5 kim mà được khoảng lại 15 bao thiết là hán. Nếu như khả năng khoảng 15 bao rồi. 15 bao khoảng 1 kim 5. Một kiếm nằm với cái bách bảo rương này là hơn nha. Hơn phát cuối là ra bách bảo rương này nha. Là mở ra định quốc ăn bang nhu tình. Đó, bách bảo rương này khoảng 1,5 kim. Thì tính ra khả được 3 kim rồi. 3 kim với bách bảo rương này khoảng 300 xu. 3 kim 2. 3 kim 2 với nến lung linh này 100 xu là 3 kim 4. 3 kim 4 với cái cuốn này 500 xu. Là 3 kim 9. 3 kim 9 với 2 cái lần bài boss 200 xu nữa là 4 kim 1. 4 kim 1 với một cục tinh thần 100 xu. Hoặc 80 xu thôi. Cho nó 100 xu đi. 4 kim 2. Rồi 5 cục thủy tinh. Mỗi cục 100 xu. Là 4 kim 7. 4 kim 7 với cái roi ngựa này thì cho thôi. 4 kim 7 thôi. Nói chung là được rồi. Không có lỗi gì mấy này. Lỗ 300 xu. Lỗ 300 xu mới được lại hơn 1 tỷ 5 ở cái event này. Hơn được 1 tỷ 5 ở cái event Nam Nhật Trắng. Rồi, còn Evan tiền vạn thì lỗ sắp mặt luôn, khỏi cần nói nhiều. Evan tiền vạn là hết gần 10 kim. Hết gần 10 kim mà thu lại được 15 tỷ kinh nghiệm, up kinh nghiệm cho add lên 12x.
và khả thu là được khoảng 500 xu từ cái lần bài boss này mà thôi. 1, 2, 3, 4, 5 đó là nói chung là hết 9 kim đỡ up 15 tỷ kinh nghiệm, hết 9 kim đỡ 15 tỷ kinh nghiệm. Đồ này anh ra cái phi phong đó, phi phong này thì 3 ngày thì khả nói thiệt em nó khoảng tầm 200-300 xu à, thảm lắm. Kỹ năng thì được, kỹ năng thì được đủ đây cho phi phong này chết rồi toàn rồi. Ừ, một cái hoa hồng nữa, một cái hoa hồng 5 điểm tiềm năng nữa là tính ra 500 xu nữa. À, hòa vốn anh em. Đúng rồi, hòa vốn đúng rồi. Còn em phong nữa là hòa vốn nha, không có lỗ nha. Nói chung là cái kinh nghiệm mà Evan mà bên Nam Nhật Trắng á thì 5 kim hòa vốn. À ok. Hòa vốn là được lại 1 tỷ mấy kinh nghiệm. Còn bên tiền vạn mới lỗ một khoảng 9 kim. Lỗ còn 9 kim được Khải có được 15 tỷ kinh nghiệm và up cấp 120 luôn. Rồi ok. Chúng vì không có lỗi gì lắm đâu, Khải thấy cũng ok đấy. Bây giờ Khải mở rương luôn cho anh em xem nha. Khải coi. Đó, coi Khải còn bao nhiêu, đủ bao nhiêu cái đây không đủ ta. 32. Nói chung bao còn ai 32 thì mới được 2 rương thôi, không mới được nhiều. Không mới được nhiều anh em ơi. Được 2 rương thôi. Rồi, dứt 2 rương luôn. Mở nha. Một viên thủy tinh, rồi anh cám luôn. Dây chuyền hạng liên. Trời ơi. Đen quá anh em ơi. Quá đen anh em ơi. Khui rương luôn mà không có gì. Thôi đi shop. Hai cái rương đó tính ra cũng hai kim mà khui không có gì, coi như là thất bại thôi chứ biết sao anh em. Shop luôn cho nó nhanh. Shop luôn anh em, đúng không? Đi shop luôn cho nó lẹ. Rồi. Không có ra gì luôn, nhỏ quá. Nói chung anh em xem video thì đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Nói chung thì cũng không có lỗi gì mấy, chủ yếu là mình đúc kinh nghiệm là chính nè. Chủ yếu mình đúc kinh nghiệm là chính rồi. Đó, và cũng được 120 skin 120 rồi. Hôm trước Khải mua cái cuốn bí kiếm này một kim Khải đôi danh anh em. Bây giờ thì ngốc rồi. Ở 120 rồi, bây giờ thì mình xử lý rồi mình chơi thôi nè. Tầm này thì khả năng thiếu vi phong, khả năng muốn có một cấp nào tìm không ra. Khải nghĩ Vinh tìm Even Nam Nhật Trắng thì cũng chủ yếu là tìm cái vi phong khả năng một cấp thôi nè. Tại vì vi phong đó nó rất có giá, ăn một cái ra thì còn tầm một kim 5 đến 2 kim là có giá rồi. Rồi anh em đừng quên cho một like chia sẻ mạnh nha.